Đây là một cái hoàn cảnh rất là đáng thương. Em này nó như thế nào cô? Này nó bị não với thần kinh, nó không có ăn với nằm vậy không mà mình tắm rửa nó, chứ nó không có biết gì hết. Bao nhiêu tuổi rồi thưa cô ạ? Dạ nay nó cũng 20 mấy rồi. Em này là 20 mấy tuổi rồi, bị não và cũng như là thần kinh, ăn uống là các cô hoàn toàn lo lắng hết. Và chúng tôi thấy như cột chân em vô đây, chắc là em cũng nhiều khi lên cơn đúng không cô? Lên cơn với lại nó xuống dưới này nè, rồi mình đỡ nó lên không được, nhiều khi nó lột quần đồ đó, mất công. Thấy thường quá. Cái hoàn cảnh em này thì là chùa đã nuôi bao lâu rồi cô? Dạ từ hồi nhỏ tới giờ. Từ hồi nhỏ bây giờ mấy chục năm rồi. Dạ cũng như là hồi đó nó vô cũng là mười mấy, 20 tuổi, mười mấy tuổi gì đó, rồi cho nên nuôi tới giờ nó. Dạ. Cha mẹ có đến thăm không? Không, không có, hoàn toàn không có, cha mẹ không có đến thăm. Dạ. Đây là hoàn cảnh phải nói rất là đáng thương. Còn hoàn cảnh nhỏ nào nữa? Nó là hội chứng đau, nó không biết gì hết, mình cũng phải tắm rửa đều mấy đứa nó hết. Như ở đây 12 em là tắm rửa hết, không cha mẹ bỏ hết, thầy nuôi. Dạ. Chúng tôi thấy xa xa đằng kia ngoài em là bị chứng đau ra, thường còn tay chân còn bị không có bình thường nữa cô ha. Cái này nó bị ở trong bụng mẹ tới giờ. Bị gọi là tàn tật từ trong bụng mẹ. Có lẽ là vì lý do đó thành thử ra là cha mẹ bỏ rơi, mà lại còn bị bệnh đau nữa. Thành thử ra chính vì lẽ đó mà rất là đáng thương. Như vị thấy trường hợp của em này đây, không có nói chuyện được. Dạ, không có nói chuyện được gì hết cả. Cũng nhờ cái bàn tay giúp đỡ của các cô mà thôi. Giúp đỡ. Không có làm được gì hết.